trước đó là có một cái chợ Kim Biên đó cô chú anh chị, thì chắc cô chú anh chị ai cũng biết cái chợ Kim Biên rồi. Thì chợ Kim Biên là chuyên về đồ quá chắc. Đây là những người bán lẻ là hoa hoa, rồi những cái bông giấy mà họ bán lên thành cái bông giấy đó cô chú anh chị, giống như pháo bông vậy đó. Rất là nhiều người cái tiểu thương người ta bán theo dân đường. Đi qua đây luôn.
trước mặt Sơn là ở đây là có đường cắt ngang là đường Khánh Hội, đang dừng đèn đỏ đó cô chú anh chị. Quẹ vô đây là đường Khánh Hội này. Trước mặt Sơn có cây cầu đi qua quận nhất chặn đạo đúng không chú anh chị, cầu Dường đi từ quận 4 qua quận nhất. Lớn nên là rất là kẹt xe luôn.
sẽ phải là đi về quận 2. Tôi nghĩ nó là vui, trong vui chỗ là
bán hải sản luôn. Theo suy nghĩ là các cô chú anh chị gần xa hoặc là ở hải ngoại đó có về Việt Nam thì ghé lại cái đường Vĩnh Khánh là chuyên về bán hải sản thì có thể học thức chọn lựa những cái món ăn hải sản tươi ngon. Rồi ra đây có cái đường Tôn Đảng cắt ngang nha cô chú anh chị. Chạy một vòng quận tư coi nó như thế nào. Của khu dân cư.
đi tiếp nha. Đây là đường 41 cắt ngang đường Khánh Hội. Thank you.
là cái nhà hàng đám cưới làm bằng kính không ạ. Thì Sơn đứng bên đường quay qua cho cô chú anh chị xem. Họ làm cái nhà hàng này là để chuyên phục vụ những các đám hội nghị. Là họ bán
hay có người nhiều người vô gia cư lắm cô chú chị, họ ngủ theo hành lang của nhà người ta như thế này đó. Thì ở đây tối là dành hàng thì họ ngủ trước cửa nhà, họ chạy cái tấm cao su ra là họ ngủ. Ở bên đây là bán về chuyên giỏ mưa với bọc ni lông. Trước sân là có đường cắt ngang là Học Lạc, đường Học Lạc cắt ngang đi ra là Học Bàn đó cô chú chị. Ở Sài Gòn thì họ bán theo mấy cái đồ là theo khu vực. Như chỗ này là bán cỏ nhân tạo với bao bố rồi những cái tấm ni lông, dây dù, các thứ vân vân. Thì họ tập trung bán một khu. Bây giờ tới đây là sân rẽ phải, rẽ về bên trái nha, đi dọc ngược lại đường Hải Lăng Ông. Vào những ngày này là những cái chỗ họ bán trang trí những cái đồ Tết rất là nhiều. Có cái đường bên đây nữa mà đi ngược bên lại thì đi ngược chiều cho nên là sân không có đi. Phía bên tay phải của sân là họ bán đồ ngủ. Ở đây là chuyên về bán đồ ngủ, ghế ngủ. Sắp tới phía trước đó là có một cái chợ Kim Biên đó cô chú chị. Thì thì ai cũng biết cái chợ Kim Biên rồi. Thì chợ Kim Biên là chuyên về đồ quá chắc. Đây là những người bán lẻ là hoa hoa, rồi những cái bông giấy mà họ bán lên thành cái bông giấy đó cô chú chị, giống như cái bông vậy đó. Rất là nhiều người cái tiểu thương người ta bán theo dân đường. Đây cũng có một cái xe chuyên về bán cái trang bị đồ Tết luôn. Đây là cái chợ Kim Biên của chú anh chị. Thì hôm nào Sơn có thời gian thì Sơn sẽ quay chợ Kim Biên cho cô chú anh chị xem. Còn đây là họ bán những cái lồng đèn Tết, để chuyên Tết thì những cái bao lì xì. Thì cô chú anh chị thì ở đây là cũng nằm ở đường bán những cái trang bị Tết và những sách vở học sinh. Ở sau lưng đó là có một cái chợ giải nữa. Đây là chợ giải. Đi qua đây, qua đây. Đây là cái chợ giải nè. Rồi họ cũng bán những cái trang bị cho ngày Tết. Đây gọi là đường Trần Hưng Đạo đó cô chú anh chị, nó một chiều cho nên là Sơn sẽ gắng chạy một chút xíu rồi Sơn quay lại nha. Thì cái đoạn đường này là đây là bán cũng những là cái tấm trang trí và cũng những cái trang trí cho nền giải. Ở đây có lồng xây, thì dòng xây này đi ngang qua đây nó có một cái chợ giải. Đây là họ chuyên về bán giải thôi. Chỉ bán một vách thôi. Họ bán về chuyên những cái mặt giải loại vừa, loại trung bình và loại tốt. Chợ này là vô đây là hai bên, tới đây mới là hai bên là bạn họ bán giải không nè. Những cái giải họ bán nè. Thì trước mặt của Sơn có một cái nhà thờ nữa, thì đường đó bọc ra bên chợ Bình Tiên được. Chợ rất là vắng, chợ giải hôm nay rất là vắng nha cô chú chị. Chưa đổ xô nhiều bằng cái ngày cận Tết đó, thì người ta mua nhiều hơn.
Phật Thái Sơn có cái đường cắt ngang là cũng có nhà thờ, gọi nhà thờ Phật Lạc, nhà thờ Francisco. Đó, ở đây cũng có nhà thờ. Rồi Sơn rẽ trái ra hướng chợ Bình Tiên. Ở đây là khu vực mua bán thuốc của chú chị thuốc lá. Đó, ở đây họ khu vực là mua bán thuốc lá rất là nhiều. Hai bên đường họ mà mua bán thuốc lá. Ờ, đây ngã tư đây. À, đi ngay qua kia là đi qua chợ Bình Tiên với
kết thúc video ở đây nha. Xin chúc cho cô chú anh chị sức khỏe và hẹn lại video tiếp theo. Rồi, xin chào.